Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Các bạn mến, nếu như bạn là một người yêu thích và muốn sử dụng những chiếc smartphone mạnh mẽ nhất thế giới Android hiện nay, thì với số điểm AnTuTu có thể phần nào sẽ là một trong những công cụ giúp các bạn đánh giá và đưa ra cho mình những sự lựa chọn phù hợp. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ gợi đến với các bạn 5 mẫu smartphone Android mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay nhé. Vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng ngày hôm nay đó chính là chiếc Samsung Galaxy S10 Plus với số điểm là 333.309 điểm, vượt qua cả Galaxy S10 5G và S10e. Thì đây là smartphone mạnh nhất của Samsung ở đầu năm 2019 này. Máy có phiên bản dùng con chip Exynos 9820 và bản khác với bộ xử lý Snapdragon 855, với tùy chọn RAM 12 hoặc là 8GB, bộ nhớ trong sẽ là 128, 512 hoặc là 1TB. Galaxy S10 Plus được tích hợp tấm nền 6.4 inch, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, 3 camera phía sau và máy hình kép ở phía trước. Tại Việt Nam thì S10 cộng sẽ có mức giá niêm yết là 22,99 triệu đồng. Màn hình mới là điểm cuốn hút nhất trên Galaxy S10 Plus, không đi theo phong cách tai thỏ, giọt nước thì Samsung lựa chọn cho mình khởi xướng kỷ nguyên màn hình Infinity O, tức là màn hình nốt ruồi, camera ẩn trước bên dưới màn hình. Và kết hợp thiết kế cong đặc trưng và phần viền màn hình được làm mỏng hơn nữa đã mang đến một diện mạo mới cho Galaxy S10 Plus. Hệ thống camera ở mặt sau bao gồm một cảm biến 12 megapixel, khẩu độ thay đổi từ f1.5 đến f2.4, một ống kính tele 2x được phân giải 12 megapixel, khẩu độ là f2.4 và cuối cùng là một cảm biến 16 megapixel góc siêu rộng 123 độ, khẩu độ là f2.2. Và ở mặt trước thì Galaxy S10 Plus trang bị camera 10 megapixel, tự động lấy nét dual pixel, quay video 4K và camera đo độ sâu chiếu ảnh 8 megapixel. Vị trí tiếp theo trong danh sách này là chiếc LG V50 ThinQ với số điểm là 343.434 điểm. Smartphone tới từ Hàn Quốc cũng là một trong những smartphone hiếm hoi hỗ trợ 5G trong nửa đầu năm 2019 này. Không tham gia vào trào lưu smartphone gập, LG vẫn có giải pháp mở rộng không gian hiển thị bằng ốp lưng gắn sẵn ở màn hình. Nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc sử dụng cấu hình giống với nhiều smartphone Android cao cấp với con chip Snapdragon 855, nhưng RAM chỉ dừng lại ở 6GB. Máy sở hữu màn hình 6.4 inch, độ phân giải là 2K+, tỷ lệ 19:5:9, với tấm nền OLED phong cách tai thỏ. Chất lượng màn hình hiển thị tốt, sắc nét, màu sắc khá là sống động, nền đen sâu, góc nhìn rộng và độ sáng cao. Dù ngoài trời thì sẽ không quá lo về vấn đề bóng hay là khó nhìn. Máy được trang bị viên pin là 4.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh Quick Charge 3.0. Bộ 3 camera ở phía sau bao gồm ống kính zoom 2x 12MP, ống kính 12MP và ống kính 16MP góc siêu rộng 107 độ. Hỗ trợ quay phim 4K độ phân giải 2160px với 30 khung hình trên giây. AI camera tự động lấy nét, chạm lấy nét, nhận diện khuôn mặt, HDR, panorama, vân vân. Bên cạnh đó thì phần tai thỏ không trang bị camera TOF mà chỉ bố trí một ống kính 8 và 5MP. Tiếp theo trong danh sách này là chiếc Xiaomi Black Shark 2. Máy sở hữu số điểm là 369.224 điểm. Đây là thế hệ smartphone chơi game thứ 3 được Xiaomi đưa ra thị trường. Sản phẩm được trang bị cấu hình cao hơn hai đời trước khi sử dụng con chip Snapdragon 855 của Qualcomm, cùng với tùy chọn RAM là 6, 8 hoặc là 12GB. Hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng, mang tên là Liquid Cool 3, có thể giảm nhiệt tới 14 độ C cho vi xử lý khi cần thiết. Ngoại hình của Black Shark 2 thì có thể coi là sự kết hợp của hai người đàn anh với vẻ cứng cáp của phiên bản đời đầu xuất phát từ lớp vỏ kim loại sắc lạnh với sự bóng bẩy của đời Hello do lớp kính cường lực. Black Shark 2 có màn hình AMOLED 6.39 inch, độ phân giải là Full HD cộng 1080x2340px, tỷ lệ khung hình là 19.5:9. Đáng tiếc là màn hình này không có tần số quét 120Hz như một số sản phẩm của đối thủ. Nhưng bù lại thì máy được trang bị bộ vi xử lý tín hiệu số DSP chuyên dụng để đảm bảo các cử chỉ trên màn hình được phản hồi ngay lập tức. Và Black Shark 2 được tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình, loa kép và chỉ có một camera selfie duy nhất với độ phân giải 20MP. Cụm camera kép ở mặt lưng bao gồm cảm biến chính Sony IMX 58648MP và cảm biến phụ 12MP. Máy đi kèm với viên pin 4000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 27W và cho phép người dùng thoải mái chơi game trong vòng 30 phút chỉ với 5 phút sạc pin. Và vị trí thứ 2 trong danh sách ngày hôm nay thuộc về chiếc Xiaomi Mi 9 của Xiaomi với số điểm là 371.894 điểm.
Model của nhà sản xuất Trung Quốc không còn đứng đầu bảng xếp hạng danh sách số điểm của AnTuTu nữa. Giống nhiều smartphone Android cao cấp như là Galaxy S10, S10 Plus, thì sản phẩm được trang bị con chip là Snapdragon 855 đi kèm với tùy chọn RAM là 6 hoặc là 8GB. Ngoài ra thì Mi 9 còn có thêm một phiên bản đặc biệt với vỏ trong suốt và RAM lên tới 12GB. Xiaomi Mi 9 có mức độ hoàn thiện ở mức tốt, cầm nắm rất là thoải mái, khối lượng khoảng 173g giúp máy cầm rất là đầm tay, mặt lưng có họa tiết Gradient nhưng phản chiếu ánh sáng rất là khác lạ. Ở một số góc nhìn nhất định và khi có ánh sáng chiếu vào thì mặt lưng của Mi 9 còn có màu vàng, tím, đỏ tựa như những cái hiệu ứng cực quang. Ngoài chuyện màu sắc thì mặt lưng còn nổi bật nhờ cụm 3 camera đặt dọc vào bên trái, cảm biến chính 48MP có viền bao quanh. Và Xiaomi Mi 9 được trang bị màn hình dập nước cỡ lớn là 6,4 inch, sử dụng công nghệ AMOLED cho màu sắc rực rỡ, độ phân giải Full HD cộng, tỷ lệ là 19.5:9, hỗ trợ HDR10, không gian màu DCI-P3 bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 6. Và cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay là vị trí cao nhất thuộc về chiếc OnePlus 7 Pro với số điểm lên tới là 373.953 điểm. OnePlus 7 Pro là smartphone mạnh nhất của OnePlus ra mắt giữa tháng 5 vừa qua. Smartphone này được trang bị tấm nền AMOLED với kích thước là 6,67 inch, được phân giải là Quad HD cộng, hiển thị màu sắc HDR10 Plus tương tự như S10 Plus và có tốc độ làm tươi refresh lên tới 90Hz. Bên cạnh đó thì máy cũng có 3 camera ở phía sau cùng với camera trước dạng thò thụt và chạy con chip Snapdragon 855 với RAM tối đa là 12GB, bộ nhớ trong tối đa là 256GB, pin là 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh với dòng vào là 5V 6A. OnePlus 7 Pro đi kèm với máy quét vân tay trên màn hình nhưng không phải là loại đã dùng trên OnePlus 6T mà đã được cải thiện nhanh hơn đến 38% mở khóa chỉ trong vòng 0,21 giây, nhanh nhất thế giới hiện nay. Và để kiểm soát nhiệt độ thì OnePlus cũng đã bổ sung hệ thống tản nhiệt chất lỏng 10 lớp, pin 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh web charge 30W và cho phép sạc pin 50% chỉ trong vòng 20 phút và sạc đầy pin 100% chỉ trong vòng chưa tới 1 tiếng đồng hồ.